Luôn chào bạn nha. Thì hôm nay mình quay trở lại với một video, một cái phần mở hộp rất đặc biệt. Đấy, thì hôm nay là mình đã nhận được cái box Magic Tag mùa giải 2016 2017. Thì đây là phiên bản của Indonesia các bạn nhé. Thì nó cũng không khác mấy so với cái bản chính thức của bên Anh đâu. Đó, thì khác là sẽ có 50 pack, mỗi pack chỉ có 3 thẻ thôi, nhưng mà giá thì nó cũng sẽ rẻ hơn. Đây thấy box. Đó, thì mình mua này cũng chỉ có 278.000, khá là rẻ so với một box ra full. Đó, đây các bạn xuất ở Indo. Đó, thì mình sẽ làm vài phần mở hộp nhá, để mình không muốn mở luôn cả một thẻ đấy, máy mình không đủ dung lượng các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ 6 7. Có lẽ trong video này thì bạn mở 20 gói đầu tiên, thì mỗi gói chỉ có 3 thẻ thôi nên là nó cũng khá là nhanh các bạn ạ. Đây thì đây là một pack của bạn Indo bạn nhé. Nó cũng không khác biệt gì so với bạn nước ngoài đâu, bạn quốc tế. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái tỷ lệ này. Đó, thì cứ 7,5 gói sẽ có một ngôi sao, 15 gói sẽ có một trong những cái thẻ đặc biệt đây. Cầu thủ xuất sắc nhất trận là 1 trên 6 gói. 30 gói, 1 trên 30 gói sẽ được một câu lạc bộ 100, và mỗi box này sẽ chắc chắn có một thẻ limited nhé. Thì mình đã mở một pack trước rồi thì còn 49 gói nữa. Đấy, nhưng mà gói đấy đấy thì nó cũng không có gì đặc sắc đâu các bạn. Yeah, thôi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mở nha. Đó. Đó, cái pack được cái là mở rất là tiện các bạn, nó không bị rách quá. Thì đây là gói đầu tiên. Đó. Chúng ta có 3 thẻ base Jan Vertonghen này. Jack Wilshere với cả Fabio Borini. Đấy. Thì chất lượng thẻ thì nó giống hết với bản Anh Quốc, không có cái gì gọi là quá khác biệt cả, đều dùng ngôn ngữ tiếng Anh cả. Thì họ còn cho mình một cái lựa chọn là có thể bóc theo cái viền này, nhưng mà mình thấy nó cũng không tiện lắm, mình thích kiểu cũ hơn. Ok, đó. Đây là pack thứ hai. Có một cốt, mấy cốt này không dùng nữa các bạn, nhà cũng. Và chúng ta có insert đầu tiên. Đây, đầu tiên là có Sam Lucas này, Coutinho, rồi còn đá cho Liverpool. Đó. Và chúng ta có insert đầu tiên, đó là cầu thủ xuất sắc nhất trận, James McCarthy. Đó. Mình thấy cái hiệu ứng thẻ nó có hơi khác một chút so với bản Anh Quốc, nhưng mà về chất lượng thì không phải bàn đâu các bạn ạ. Vẫn rất là ok, rất là thực sự thẻ vẫn rất là đẹp, nếu như đặc biệt là so với dòng thẻ Pokka riêng biệt của Việt Nam các bạn ạ. Đó, thì chúng ta có tấm thẻ insert đầu tiên. Thì với cái tỷ lệ được cho thì mình tin là cũng phải có ít nhất tầm 7-8 phải cầu xuất sắc các bạn. Đấy, nó bảo 1 trên 6 gói này. Box của mình là 50 gói các bạn nhé. Ok, đến pack tiếp theo. Một tiền đạo Arsenal. Đây, và đó chính là Alexis Sanchez Freestyler. Vâng, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Tại vì theo cái tỷ lệ gói thì
một freestyler sẽ là 1 trên 15 gói các bạn ạ, nên là mình sẽ rất là mừng. Rất là tuyệt vời các bạn. Thế như vậy là chúng ta đã mở được 3 pack đầu rồi. 3 pack đầu đã có luôn 2 insert, khá là ok các bạn ạ. Nếu như so với cái tỷ lệ 1 gói 3 thẻ thì mình hoàn toàn chấp nhận được. Thế mình gói thứ 4 nào. Vâng, lại có một insert nữa các bạn ạ. Vâng, chúng ta ra insert liên tục. Nathan Ake và Ivanovic của Chelsea, và chúng ta có thể Man of the Match tiếp theo. George, người bạn của Middlesbrough, rất tuyệt vời. Sự mình mới mở 4 pack nhưng mà đã có tới 3 insert rồi bạn ạ. Cái tỷ lệ ra khá là ok. Thì pack này họ làm khá là cẩn thận nên nó mở nó rất là chắc. Đó. Mình nghĩ là mở khó hơn những cái pack mình cảm giác nó nhớt, nó dính hơn các bạn ạ. Vâng, và lại có một insert nữa, chúng ta đang ra insert liên tục các bạn. Khá là khó tin. Có Billy Jones, Mason Holgate và German the full game changer. Như vậy là mình mở 5 pack và đã có 4 insert rồi. Thực sự tỷ lệ ra pack này khá là ok các bạn ạ. Ok, như vậy là mới đấy đã 5 pack rồi. Mình gói tiếp theo. Đấy, thì mấy cái code này là giờ không dùng được nữa đâu, nên là các bạn cứ chúng ta có Coquelin, Wijnaldum và Kevin De Bruyne Playmaker. Không phải insert nhưng mà cũng là một cái bài khá là chất lượng các bạn ạ. Con số 7 may mắn nữa. Thôi mình cứ mở cái này cho nó tiện hơn nhá. Thì dịch thế này thì thực sự lúc mà ra nhận hàng khá là lo lắng các bạn ạ. Vâng, chúng ta có lại Josh Frank, mình vừa mới mở được bản cầu thủ xuất sắc của anh này xong. Trippier và Aaron Lennon. Đó. Như vậy là chúng ta sắp đi qua được mốc 10 pack rồi. Chúng ta có một tiền vệ của MU, nhưng không, đấy chỉ một tấm thẻ base thôi. Thì đây là mùa giải cầu thủ Leicester đương kim vô địch các bạn, nên họ có cái logo vào rất là đẹp. Đó, thì bây giờ là đang buổi trưa các bạn, nên là mình không muốn nói quá to nên là giọng mình hơi thì thầm tí, các bạn thông cảm nhé. Ok, mình cũng không muốn đếm pack đâu các bạn ạ. Oh, wow, có vẻ đây sẽ một pack đặc biệt các bạn ạ. Đây sẽ một pack đặc biệt các bạn ạ. Và chúng ta có Robin van Persie, phiên bản câu lạc bộ 100 mùa giải 2013-2014. Rất tuyệt vời. Thực sự với tỷ lệ 30 pack một câu lạc bộ 100 thì đây sẽ một tấm thẻ. Thực sự rất tuyệt vời các bạn ạ. Mình cũng thực sự mình rất là vui vì bản thân mình cũng là một fan của Robin van Persie, và mở ra tấm thẻ này quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đó. Đây mình sẽ để đây. Đó. Thì mình cũng có xem qua tỷ lệ rồi, và tỷ lệ mở pack là cứ 30 gói, nghĩa là ít nhất mình sẽ có được một câu 100 hoặc là một tấm thẻ 101 huyền thoại, vì đây là một mùa giải kỷ niệm của Tops, và họ quyết định là sẽ remake những cái cầu thủ 101 các mùa giải. Đây là một cái một sự bất ngờ rất là lớn. Thì mình sẽ mở thêm 3 pack nữa thôi các bạn ạ, tại vì máy mình cũng sắp đầy dung lượng rồi. Mình sẽ chia ra làm nhiều phần nhé các bạn. Thì mình đã mở được tầm 10 gói rồi, và cá nhân mình đánh giá là cái tỷ lệ ra thẻ rất là ngon các bạn ạ. Đó, thì pack tiếp theo chúng ta có một tấm thẻ trọng tài này, ba tấm thẻ
Vậy thôi, không có gì đặc biệt cả. Thì chúng ta còn hai pack cuối cùng trước khi kết thúc phần 1 nhé. Thực sự mở được Van Persie quả thực là quá may mắn rồi các bạn ạ. Đó. Và chúng ta sẽ có một tấm thẻ logo câu lạc bộ để Burnley. Mình thì đánh giá là cái hiệu ứng của phiên bản Indo này nó có hơi hơi khác một chút so với phiên bản quốc tế. Tuy nhiên là cái chất lượng thẻ thì không để bàn. Đấy. Chất lượng thẻ rất là cao, đặc biệt là với thẻ Van Persie này. Thì bây giờ chúng ta đến với pack cuối cùng của phần 1 nha các bạn. Hãy cùng xem chúng ta có thêm được một bất ngờ gì không. Ok. Như vậy là không có quá nhiều bất ngờ. Chúng ta chỉ có thêm 3 tấm thẻ base thôi. Và thẻ đội trưởng Jose Fonte. Đó thì mình đã mở xong được tầm hơn 10 pack đầu tiên. Và cá nhân mình đánh giá là cái tỷ lệ ra thẻ rất là ổn so với cái mức là 3 thẻ một gói các bạn ạ. Mình có 5 insert bình thường ở đây. Cùng với đấy là một cái tấm thẻ đặc biệt. Đó các bạn ạ. Bên Robin Van Persie phiên bản remake 2014. Rất là đẹp các bạn ạ. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi part 1 của phần mở hộp Master Test mùa giải 16-17 của phiên bản Indonesia nhé. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong phần 2.